Nam Trà Huy xin chào tất anh chị. Thì hôm nay em với ba em sẽ tiếp tục chia sẻ những kỹ thuật liên quan đến cây táo. Thì tính tới thời điểm này thì farm em đã quay tập 3 và hiện tại thì cây táo đang được gần 3 tháng tuổi, và hiện tại như các anh chị đang thấy là táo đang bắt đầu bộ lên vàng và đang bắt đầu tạo cành rất là đẹp. Và những kỹ thuật liên quan đến việc chăm sóc cây táo từ tháng thứ 2 đến tháng thứ 3 sẽ được em với ba em chia sẻ, và chia sẻ thêm về cái khâu chia đất để diệt cỏ. Thì mời các anh chị hãy gặp ba của em để bắt đầu đề tài ngày hôm nay nhé. Dạ con chào ba. Chào con. Dạ thì đến hiện tại thì vườn táo của mình gần được 3 tháng rồi, và ba hãy chia sẻ cho các anh chị cái kỹ thuật chăm sóc cây táo từ 2 đến 3 tháng, và cũng như là hiện tại là mình đang xử lý bạc là có chức năng gì, thì ba hãy chia sẻ cho các chị cùng biết được không ba? Thì xin chào các anh chị và các bạn. Dạ. Đó, hôm nay là tôi cũng chia sẻ với anh chị và các bạn là mình táo, cây táo này là cũng gần 3 tháng tuổi rồi. Dạ. Nhưng mà mình táo này thì nó cũng đang phát triển tốt. Dạ. Đó. Mà mình là mình làm công nghệ mới á, thì mình không có xịt cỏ. Dạ. Đó. Như cỏ nó lên rồi. Dạ. Bây giờ là mình phải bắt đầu đen phủ cái bạt ra. Dạ. Đó, cho nó khỏi cỏ. Đó. Rồi nó thứ nhất là giờ nó khỏi cỏ. Thứ hai là nó có cái bạt khi có nắng thì nó giữ độ ẩm. Dạ. Đó. Nó làm cho đất đó, nó là lâu khô. Dạ. Đó. Và cái việc mình chia đất với mình sẽ mở bạt ra sẽ được linh động theo thời tiết không ba? Thì nếu mà trời mà tại cái này là chưa có máy chia. Dạ. Đó, nhưng mà mưa quá, nếu mà mình cảm thấy trời mà mưa quá mà nó nước á, là nó lầm ở dưới miếng bạc á. Dạ. Là mình sổ không được đó, mà nó kẹt miếng bạc mình tháo không được, mình sổ không được, thì đương nhiên là mình phải thâu cái bạc lại. Dạ. Đó, mà khi mà cỏ nó lên lại á, nắng. Dạ. Cỏ nó lên lại á, thì mình phải chảy cái bạc ra lại. Dạ. Đó, mình phải coi như linh động cái chỗ đó. Dạ. Vậy là việc mà chăm sóc cây táo hay là như cây nho thì hiện tại là thời tiết càng ngày càng phức tạp, nên đối với bà con nông dân và đặc biệt là như mình á, là mình phải chủ động ứng phó với các kiểu khí hậu thời tiết thôi ba ha. Chứ đúng thời đại bây giờ mà làm nông mà kêu không siêng năng mà không sáng tạo, và cũng như là không làm kỹ thuật, những cái nhiệm vụ của người làm nông để giúp cho cây táo hoặc cây nho phát triển tốt, thì nó sẽ ảnh hưởng tới năng suất của mình rất là nhiều ba ha. Đúng rồi, nói cho mình làm công nghệ cao thì mình phải sáng tạo, cho là mình chủ động để mình siêng năng, mình xử lý những cái tình huống đó, những cái tình huống mà mưa gió khắc nghiệt đó. Dạ. Đó. Vậy ba hãy dẫn con và xuống cho các chị xem cái việc mà chia cái bạt và cái khoảng cách mà chia đất đối với cái ngay chỗ những cây táo thì khoảng cách bao nhiêu là vừa, thì hướng dẫn chi tiết cho các anh chị cùng biết luôn ba. Thì bây giờ mà các anh chị là cùng theo dõi. Dạ. Đó, để mình chia sẻ và cái kỹ thuật trải bạc. Dạ. Đó, sao cho nó đúng mà nó cách cái hàng nho hàng táo ra. Dạ. Đó. Đây. Đây là bạc mình trải ra. Đó, như hàng mình bao nhiêu thì mình đo mình cắt bao nhiêu. Dạ. Đó, cái hàng mình bao nhiêu mình đo mình cắt bao nhiêu, còn cái mét tấc thì bạc nó có kích thước rồi. Dạ. Cái ngang qua thì bạc nó là được ví dụ như hiện tại của mình là đang dùng bạc 2 mét này ba. Ừ, cái 2m. Ngang qua là nó được 2 mét. Và bạc này thì độ bền nó tốt nha. Có thể từ 4 đến 5 năm. Đó, chứ không farm không có làm cái bạc mà bạc bị nha, nó dễ rách lắm. Nên là thường là farm sẽ chọn cái bạc nó bảo hành tốt để mình có thể
chăm sóc và giống như là mình tháo dỡ một cách dễ dàng mà không bị hư hao đó. Thà mất tiền một tí nhưng mà nó cực kỳ hiệu quả đây. Và cái khoảng cách mà mình chừa lại, mình chia hết là mình chừa lại không ba? Cái này là bên này là nó bị lộn. Dạ, cái mình đó để kéo, kéo ở bên này lại. Dạ, cái đó thì cứ từ từ đi, ông ba cứ qua đây nè, mình tập trung mình chia sẻ đi. Còn cái đó thì đến lấy mình xử lý sau. Cái đó, đó là cái đó là phải nó phải vô cái chân sắt. Rồi rồi. Nó cắt vô chân sắt á. Đó, đây thì thường là khoảng cách chia của mình là tầm khoảng tính ra mỗi bên cho 20 phân thôi, là mình chia cái khoảng trống là tầm khoảng 40 phân không ba, 3 đến 40 sao. Mình chừa cái khoảng trống giữa là khoảng 40. Đó. Mình không có phủ bẹt vô hết cái gốc nho gốc táo được. Dạ. Mình phải chừa cái khoảng đó một bên 20 là hai bên là 40. Dạ. Đó, để cho nó mình còn nhỏ nước rồi nó dạ. Nghỉ nước rồi nó có, cho nó thoáng nó khỏi dạo vô cái bẹt. Dạ. Rồi một phần là đôi lúc mình bón những phân không tan như phân bò, phân lân hay là phân co ly rồi một cách dễ dàng không ba ha. Đúng rồi. Đó, vậy còn tiếp tục là về cái kỹ thuật mà chăm sóc cái cây táo giai đoạn này thì mình sẽ chăm sóc phân và túi như thế nào và dự kiến là khi nào là táo của mình sẽ bắt đầu đậu quả và cho quả không ba? Thì cây táo thì thường là tôi nói với anh chị và các bạn là cây táo là nó rất dễ có bông. Thì mình mời các anh chị cùng xem. Cỡ này là bây giờ là gần 3 tháng mà mình đang tạo cành à. Dạ. Đó, cành nó ra bao nhiêu thì mình bắt mình bỏ mình cột bao nhiêu. Dạ. Đó cho nó bằng cái nhánh táo thì nó rất giòn. Dạ. Nhưng mà các anh chị mà nó ra ngọn mà không cột á thì gió nó đập nó xì gãy. Dạ. Đó nó giòn. Nhưng mà táo thường cây táo là nó ra đâu là mâm đó. Dạ đây. Nhưng mà thời tiết từ đây đổ lên á thì thời tiết mát dịu rồi. Dạ. Thì cái bông táo là nó rất dễ đậu. Dạ. Đó thì nó tạo cành nó đi bao nhiêu là táo là bắt đầu nó đúng cái tháng là khoảng 4-5 tháng là nó đậu thôi. Dạ. Đó cái đúng cái tuổi nó đậu quả thôi. Dạ thì quan trọng là nó phụ thuộc vào yếu tố thời tiết là chính không ba ha. Đúng. Thời tiết mát mẻ thì ví dụ như táo của mình mà gặp thời tiết mát thì tầm khoảng tháng nữa là bắt đầu đậu quả được rồi ba ha. Đúng rồi. Ừ. Thì cái thứ hai là mình coi như công thức nhĩ phân đó, thì mình phân thì táo cỡ này á, thì mình chêm đôi lúc mình chêm NPK vô. Dạ. Đó cho nó cứng cây đó, bông thì nó đang đậu thì mình vô NPK cho nó cứng cây là cứng cành là nó tăng thêm cái đậu quả thêm. Dạ. Đó cho nó đậu quả. Dạ. Đó rồi đó, lúc thì mình cũng chuyển qua lân rỡ đó mình xen kỹ vô. Dạ. Đó nhưng mà tháng nếu mà cái tháng mưa này á, tháng mưa nhiều thì mình hạn chế cái rải NPK hóa học nhiều. Dạ. Đó thì lắm lúc mình canh nắng là mình nhỉ vô thôi. Dạ. Đó, nhìn chung không tháng nắng mình không cần mà rã nhỉ cái phân hóa học nhiều. Dạ. Thì nhìn chung thì đối với kỹ thuật cây táo hay là cây nho hay những cây trồng khác thì khi mùa mưa mà mưa kéo dài thì mình hạn chế dùng phân nhiều ba ha. Đúng rồi. Mình hạn chế phân, chỉ là nhỉ lắm lúc mình canh mình nhỉ rỡ lăng đạm cá rồi đôi lúc nắng lên khoảng một tuần 10 ngày thì mình sẽ vô lưới NPK. Đúng. Ừ, chứ còn mùa này như Ninh Thuận mình này, hầu như 2 tháng tới từ tháng 9 âm lịch này, đầu tháng 9 rồi và tới tháng 10 âm lịch là hầu như là mưa rất là dữ dội ha. Đúng rồi, thì bây giờ Ninh Thuận là của tôi là sắp tới mùa mưa rồi. Tháng 9, tháng 10. Dạ. Đó là 2 tháng đó là mưa nhiều. Đó. Dạ, đó. Thì thường mà các anh chị hỏi là cây táo của mình nó có gai hay không thì ba hãy chia sẻ về cái việc mà táo có gai và khi lên vàng thì nó sẽ như thế nào hả ba? Nếu mà cây táo mà kêu táo gia xanh truyền thống á thì gai của nó ít lắm. Dạ. Nó có gai nhưng mà ít lắm. Dạ. Đó, khi mà nó táo mà con á đây, mình mời các anh chị xem nha. Táo con đây. Mình mới trồng á. Đó, mới trồng đổ tháng đến 2 tháng thì nó có gai. Dạ. Nhưng mà từ 3 tháng đến 4 tháng cái tuổi nó càng cao thì cái gai nó muỗi lắm. Dạ. Mình động tới cái gai là tại thường là cái gai nó lớn tháng là nó cục đi.
nó làm cho cái gai nó cục đi mà nó mũi lắm. Dạ. Đó là nó không có, cũng không, mình không có ngại về gai, cái gai nó châm tay châm đồ. Dạ, như con đụng vô nè, cái này nó khô nè, nó từ từ gai nó khô là nó rụng. Nó mũi lắm, đó. Từ nó khô là nó gãy thôi, từ nó gãy thôi. Ừ, đó, các anh chị xem. Nên là yên tâm nha, không có sợ mà gai châm rồi táo, ảnh hưởng tới mình đâu. Táo đó. Mà da xanh này là nó cũng gai nó không, nó có nhưng nó mà không nó có nhọn không, nó nhỏ và nó sẽ từ từ nó sẽ tự hủy luôn ba ha. Ừ, nó tự hủy thôi chứ. Dạ. Cái gai nó không có nhọn. Dạ, còn cuối cùng là cái việc chăm sóc cây táo mà vào mùa mưa thì ba có chia sẻ thêm về cái kỹ thuật mà phun thuốc phòng bệnh cho cây táo nó như thế nào để hiệu quả nhất không ba? Thì mùa mưa, thường mùa mưa là như tôi cũng đã thường nói là mùa mưa là cái, nếu mưa nhiều thì cái lá táo á, này thì tôi thường gọi là bã trầu. Dạ. Đó, thì mưa nhiều á thì nó cũng bã trầu, là nó cũng y như cái dạng tháng thư. Dạ. Đó, thì mưa nhiều thì cái lá nó bị chấm mà nó thâm lên cái màu nâu á. Dạ. Và tôi kêu gọi là bã trầu. Bã trầu thì nó có thể dơ lên lá và có thể ảnh hưởng tới quả luôn ba ha. Đúng là nó, nếu mà nó bã trầu vô là nó làm ảnh hưởng tới cái cây nhiều lắm. Dạ. Nó suy nhược cái cây nhiều lắm. Dạ. Nó ảnh hưởng qua bông, là ảnh hưởng qua quả. Dạ. Cho nên mình mùa mưa cây táo là mình cũng phải chuyên xịt thuốc vô. Dạ. Vậy là mình giải pháp của mình đưa ra là những loại thuốc gì để phòng định kỳ cho cây táo vào mùa mưa ba? Thì cây táo thì thường là, nếu mà cây táo thì nó bị bã trầu đó, thường là bị bã trầu. Dạ. Đó, với lại nó bị kêu nấm xám á. Dạ. Đó, nấm phấn á. Dạ. Đó, thì mình trị hai cái loại đó thôi. Đó, thì mình thuốc mà chuyên dùng á thì như tháng thư là kêu gọi là bã trầu á. Dạ. Thì mình cũng đôi lúc là mình cũng dùng xịt co ridomin vô. À, cũng y như công thức nho ba. Y như công thức nho. Dạ. Đó, rồi mình cũng đỡ y như công thức nho thôi, acimitop rồi. Dạ. Miraji rồi đó. Dạ, nhưng mà có thể mật độ phun thì mình có thể giãn ra hơn. Bởi vì cây táo nhìn chung thấy nó đúng khỏe rồi, và nó ít bệnh hơn nhiều. Nếu mà cây táo thì nó ít bệnh hơn cây nho. Dạ. Đó, lắm lúc mình phun ngừa lên thôi. Dạ. Đó, chứ định kỳ như người ta của mình vào mùa mưa này thì định kỳ bao nhiêu ngày sẽ phun một lần không ba? Như mùa mưa thì cây táo thì mùa mưa thì có tuần mình phun một lần. Dạ. Đó, tại vì mưa đó thì mình có tuần mình phun nấm rồi mình cộng rầy ri rồi vô. Dạ. Đó, mình cũng cộng rầy ri vô tuần mình phun một lần. Dạ. Cho nó giữ cái bộ lá cho nó khỏi sinh ra cái bệnh bã trầu. Dạ. Đó thì các anh chị muốn biết về những cái bao bì thuốc như thế nào thì tập 2 em với ba đã chia sẻ kỹ rồi, thì các anh chị quay lại xem lại cái tập 2 nhé. Còn hiện tại đây tập 3 thì Phan em chia sẻ về tổng quát thôi đó, rồi cũng như là giải pháp che bạt để giúp cho hạn chế cỏ ảnh hưởng tới sinh ra sâu gây hại cho cây táo đó. Thì video của em với ba đến đây là xin kết thúc, hẹn gặp lại các anh chị ở giai đoạn tiếp theo thì em với ba sẽ chia sẻ kỹ hơn để cho các anh chị hiểu hơn và chăm sóc cây táo rất là dễ dàng và hiệu quả như thế nào đó. Giờ con xin thay mặt các anh chị cảm ơn rất là nhiều nha, hẹn ông ba gặp lại ở video tiếp theo. Thì đến đây cũng giờ cái phần là tôi cũng trình bày là kỹ thuật chăm sóc cây táo đó, là thôi đến đây cũng xin chào các anh chị và các bạn đó, hiện lại cái xin chào và hẹn gặp lại. Dạ rồi, dạ con xin chào ông ba. Vậy video của em với ba là kết thúc. Xin chào và hẹn lại các chị ở những video tiếp theo nhé.